Dù chạy dù anh chị. Anh chị đó, nó lộn xộn lắm á. Quần áo, đồ cũ, đồ mới, rồi chợ búa, cá độ luôn. Giang hồ cầu dị thiên đường cũng nhiều. Âm chém nhau, loạn tung phèo hết. Đây có bánh tiêu, bánh bò, và cá quẩy. Đây là một cái ngã tư lớn, thành ra là chạy nhanh một tí anh chị, chạy chậm không được, xe cổ phía sau nó hơi nhiều. Dạ, Sài Gòn hôm nay mến chào cô bác anh chị và các bạn. Sài Gòn giờ tan tầm lúc nào cũng vậy, mọi ngã đường đông nghẹt. Và hôm nay cũng như vậy anh chị, không ngoại lệ. Em đang chạy trên con đường Đồng Khánh ngày xưa, Trần Hưng Đạo ngày hôm nay. Và đi tặng thì anh chị đi lên khu vực nhà thờ Cha Ta, Học Lạc anh chị ha. Em mời cô bác anh chị cùng với em ở cái ở đây là con đường Đốc Phương, Châu Văn Liêm. Ngày hôm nay thưa anh chị, phía trước chúng ta thấy có chợ Đại Quang Minh kia. Đó, đang còn dùng dành tranh chấp phản đối tứ lung tung đó anh chị. Con đường Châu Văn Liêm, Tổng Đốc Phương năm xưa. Phía trước đây là một bên giữa con đường Hải Thượng Lãng Ông và con đường Châu Văn Liêm. Bên phải anh chị đi Hải Thượng Lãng Ông, chúng ta đi về chợ Kim Biên, bến xe, chợ lớn. Ngày xưa con đường Hải Thượng Lãng Ông này có tên là Phòng Tử thưa anh chị. Phía trước cũng có những cái nhà với cái kiến trúc rất là cổ xưa. Đó, bưu điện. Và hôm nay thì em sẽ mời cô bác anh chị cùng với em đi về khu vực quốc lộ 50, cầu Dị Thiên Đường, bến xe quận 8, cùng cập nhật với em cái không khí buổi chiều tan ca. Chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an, hạnh phúc và nhiều sức khỏe thưa anh chị. Bây giờ là 5 giờ kém 15 phút chiều ngày 10 tháng 6 2022. Chợ lớn nhộn nhịp, chiều tan ca là đây. Mời anh chị đi lên với em cầu Trà Bài. Anh chị có thể quẹo trái luôn, chúng ta đi con đường Hải Thượng Lãng Ông, Phòng Tử này đi ra đường Võ Văn Kiệt về trung tâm Sài Gòn, trên hai cái bến ngày xưa đó là bến Lê, bến Hàm Tử và bến Dương Dương. Còn ở đây thì chúng ta quẹo phải lên cầu Trà Bà đây anh chị. Ngay chỗ dưới cầu Trà Bà đây người ta hay bán đậu phộng anh chị, là một luộc á. Bên tay phải của em đó, bến Lê Quang Liêm một bên và bến Bình Đông một bên. Còn chính giữa phía dưới là con kênh tàu hủ ngày hôm nay. Đổi dốc cầu Trà Và thì anh chị sẽ thấy chợ Sắm Củi ha. Phía trước có một chú bán dưa leo, cà chua, đồng giá 12.000. Wow. Ồ, nhìn đã quá anh chị. 12.000 một ký, sổ hết luôn. Cà chua 12.000 một ký, sổ hết luôn. Phía trước anh chị đây là chợ Sắm Củi ha. Và con đường này là con đường Cao Xuân Dục. Chúng ta đi về Hồng Thiện Phương, về cầu Dị Thiên Đường. Bên phải anh chị quẹo ra bến Bình Đông. Cao Xuân Dục. Chiều rất là đông luôn anh chị. Ố xá rồi nghẹt cứng. Ở đây bán đồ chơi em bé này nhiều lắm này. Quá trời đồ chơi em bé luôn, nhìn ghiền quá. Kể từ khi có con
mà con trai nữa, cái tự nhiên cái bị ghiền mấy cái đồ chơi luôn anh chị. Ở đây chúng ta nhập giữa đường Cao Xuân Dục và đường Tùng Thiện Phương, mời anh chị đi về cầu Nhị Thiên Đường với em nha. Bánh cam 10.000 4 cái, đậu phộng rang, đậu phộng sấy. Đây bên phải là đường Trần Nguyên Hãn anh chị, đi ra bến Bình Đông song song với con đường Tùng Thiện Phương này, đó là bến Bình Đông thưa anh chị. Đó, em chạy từ từ chậm chậm anh chị cùng dạo phố buổi chiều với em. Hôm nay thật là nhanh anh chị, mới lại quay đây chúng ta thấy lại tới thứ sáu rồi, đang trời mấy hôm nay rất là oi bức. Trà thảo mộc, bông cúc, sâm bông cúc nước nắng trong biển. Chuối chiên, khoai lang chiên, bánh khoai mỡ chiên, đồ chiên dầu mỡ. Ngày hôm nay ăn thì nó ngon, được ngon miệng, vừa miệng, nhưng mà nó cũng độc cái bao tử lắm anh chị. Đồ chiên xào. Bây giờ đi khám, sáng nay em mới đưa ba mẹ đi khám bệnh. Trời ơi, thấy nó rất là nhiều bệnh anh chị, bệnh tùm lum hết, người bệnh này người bệnh kia. Đó, bên tay phải thì anh chị đi con đường Nguyễn Văn Của, đi ra bến Bình Đông, đi thẳng ở đây có Nguyễn Chế Nghĩa, đi về chợ Nguyễn Chế Nghĩa và bến Nguyễn Duy. Còn bây giờ thì em mời cô bác anh chị cùng bọc với một bên với em, chúng ta chạy đi lên cầu Nhị Thiên Đường. Cầu Nhị Thiên Đường vô mùa rồi, cá độ được rồi anh chị, cầu nắng cầu mưa. Đó, cầu nắng cầu mưa, cầu Nhị Thiên Đường cá độ luôn. Giang hồ cầu Nhị Thiên Đường cũng nhiều, đâm chém nhau loạn tùng phèo hết. Đây có bánh tiêu, bánh bò, và cái quẩy. Cầu Nhị Thiên Đường, Nhị Thiên Đường thương hiệu của dầu giỏ anh chị ha, và do ông chủ của hàng dầu giỏ này, Nhị Thiên Đường này xây cái cầu nối giữa khu vực bên 8 qua bên khu vực Bình Chánh. Bên này là quận 8 anh chị, qua bên kia cũng là quận 8, đi thẳng ra Bình Chánh luôn. Bánh tiêu, khu vực cầu Nhị Thiên Đường này thì có bánh tiêu, bánh tiêu, bánh bò, giò cháo quẩy. Phía dưới là bến Nguyễn Duy anh chị nha. Cầu Nhị Thiên Đường này, đó. Bên này là chắc là cái nhánh mới, bên kia mới là cái nhánh cũ. Đổi dốc cầu Nhị Thiên Đường thì anh chị có hai hướng đi, một hướng bên phải đây là chúng ta quẹo xuống Phạm Thế Hiện đi về Xóm Đạo ha. Đó. Còn đi thẳng hướng này thì chúng ta sẽ đi về bến xe quận 8. Khu này có bán đồ nuôi cá này, cho chắc đã ghê không, hôm nào chắc ghé đây mua cá của anh chị. Có bán đồ nuôi cá rồi cá kiện tùm lum nè. Em đang đi kiếm một cái lồng chim, nhà mới có hai con gà mén anh chị, nhỏ xíu về nuôi gà. Đây đồ nuôi cá, mấy con cá bảy màu thì nó đẹp lắm. Rồi em mời anh chị đi về đường quốc lộ 50, bến xe quận 8. Ở đây có cái vùng bên nhỏ xíu, bên phải anh chị cũng chạy về được Xóm Đạo Phạm Thế Hiện nha. Xóm Đạo Phạm Thế Hiện thì có lẽ là chờ đến cái lúc Noel sẽ đẹp hơn, mời anh chị đi tham quan.
Còn ở bên trái em ở đây có chùa Pháp Quang, ngay cái vùng bên nho nhỏ này đó, anh chị thấy buổi chiều tan ca ở đây xe còn nhiều không? Không nghẹt luôn. Con đường quốc lộ 50 này đây đang có kế hoạch mở rộng ra nhưng mà cũng chưa biết khi nào anh chị. Ngay chỗ này thì chúng ta sẽ đi ngang chợ Vị Thiên Đường đó anh chị ha. Đường này là đường Bùi Minh Trực, bên trái anh chị quẹo về chợ Vị Thiên Đường, khu Bông Sao. Đây có trà, trà dâu nguyên chất 100%. Wow. Sài Gòn vốn là như vậy, náo nhiệt. Náo nhiệt, nhộn nhịp. Tự nhiên một ngày nào đó anh chị thấy đường xá nó vắng, nó trống trơn thì chúng ta lại thấy nó rất là khác lạ. Và ngày hôm nay thì chắc là chỉ có những cái ngày như ngày Tết thôi. Còn mà dịch bệnh thì anh chị thấy là hết rồi, không có còn có cái cảnh mà ngăn trong cổng chợ nào chen chúc như ngày xưa nữa. Cho nên là chúng ta không có thấy được cái cảnh Sài Gòn vắng tanh và buồn bã như lúc trước đâu. Cho tới bây giờ lúc nào em cũng suy nghĩ lại anh chị, lúc nào cũng những cái hình ảnh Sài Gòn, cái mùa khốc liệt đó nó cứ hiện lên ở trong đầu mình. Gà ta, hủ tiếu, bánh canh, nuôi. Em hơi khát nước rồi, chắc là để em ghé em mua một cái chai nước. Ở đây là tới bến xe quận 8 với con đường Tạ Quang Bửu rồi đây anh chị. Ở đây có cái xe con vịt đầy kêu lòng trọng này. Khu vực bến xe quận 8 này thì nhiều khi nó cũng rất là lộn xộn nha. Nó nhiều người buôn bán tùm lum dọc đường lắm anh chị. Trời ơi, mang bột bon bon quá trời nè, thơm thơm thái, dứa mật chứ, dứa mật siêu ngọt, 13.000 nửa ký một trái như vậy, có khi cả vài ký anh chị. Nhãn này, vải nè, bắp nè, đó, người ta bán giống như bán chợ luôn, bán tùm lum, bánh khoai mỡ, đây có ốc bưu hấp luôn, hấp xả luôn, ngọt quá trời anh chị. Đây ngã tư Tạ Quang Bửu vào quốc lộ 50, bến xe quận 8 nên chị. Ngay cái khu này thì nó cũng phức tạp lắm nha, dân anh chị xe ôm bảo kê bến xe đều rất là nhiều, lòng gà quay gì tùm lum hết, đó, bánh đèn bóng đèn led rồi vậy nè anh chị. Đó. Chiều chiều thì ngay chỗ này nó nhộn nhịp như vậy đó, bán đồ cũ tùm lum phía trước bến xe. Đi thẳng thì anh chị đi ra đường Nguyễn Văn Linh, em cứ đi dạo dạo như thế này hướng về nhà thôi. Quốc lộ 50, quốc lộ 50 cái đoạn cuối này chiều cường với lại mưa lớn là nó ngập cục hôi hôi luôn anh chị. Đông ghê không? Xe cổ. Đường này mà không mở rộng hơi sớm thì sau này cũng mệt mỏi lắm. Ngập nước, kẹt xe, bơ nè anh chị, mít tố nữ ha. Rồi người ta bán hàng cũ ở đây luôn. chợ du anh chị. Anh chị đó, nó lộn xộn lắm á. Quần áo, đồ cũ, đồ mới, rồi chợ búa, rồi bắp, đồ chín, đồ sống gì tùm lum hết anh chị. Sài Gòn vốn vậy là như vậy, nhiều khi
những cái hình ảnh này mà thiếu thì nó buồn lắm. Kiếm cái quán nước nào, mấy cái quán nước dọc dọc đường người ta đừng, người ta làm mát bằng mấy cái thùng xốp anh chị, có đôi khi nó nước nó quá hạn sử dụng nhiều lắm. Em đi ngoài đường nhiều nên em mua bị dính hoài à, cho nên là muốn tìm cái chỗ nào mà cho nó gọi là nó an toàn một tí đó. Tất nhiên mình mua là mình phải kiểm tra anh chị ha, hạn sử dụng của nó như thế nào, không là uống nó bụng chết. Rau xe rất là bự luôn chị, dài thon lon luôn đó, xe này mà kéo nó hơi bị bệt á. Ở đây có cam sành 15. Trái cây nhiều thưa anh chị, trái cây nhiều. Sầu riêng ri 6 hột lép 50.000 một ký đi anh chị ơi. Sầu riêng bây giờ cũng không có xuất đi được, thành ra là đem lên đây bán nhiều, giá mềm đó. Ở đây thì đường chắc là còn mở rộng lắm, cho nên anh chị thấy là nó cũng hai bên nhà lụp sụp đó. Chủ yếu là cái mặt tiền để kinh doanh thôi, còn mà không có xây dựng khang trang mới mẻ được. Kiếm cái quán nước ta, xe cổ rất là đông luôn á anh chị. Đó, sầu riêng quá trời sầu riêng nứt luôn, 40.000 hồi nãy 50, bây giờ còn có 40, chỗ nào mà nứt là người ta bán 40.000 luôn. Bông cúc mía lau xong dạy nhiệt. Đó, cút chiên bơ, chiều chiều quá trời đồ ăn thức uống bày ra. Rồi cơm tấm đồ đây nữa nè. Rồi, ở đây thì chúng ta có một cái ngã ba anh chị ha. Bên phải là vào cái khu, một cái khu nhà cũng khang trang và mới mẻ của quận 8. À, chỗ này là Bình Chánh rồi chứ không phải quận 8. Bình Chánh thưa anh chị. Bình Hưng, Bình Chánh là đây. Trời ơi là trời, khoai lang. Khoai lang, dứa, rồi thanh long, rồi chôm chôm. Khoai lang đồng đá 25.000. Ồ, một cái vựa trái cây giảm giá. Ô, có thọ quay nữa hả? Ở đây ít thấy cái món này nha, người ta bán thọ quay anh chị. Trời ơi, buổi chiều trên con đường quốc lộ 50 này vui quá anh chị ha, nó náo nhiệt và nó lộn xộn, bán đủ thứ đồ hết trơn rồi á. Có điều tìm quán tạp hóa mua chai nước nãy giờ chưa thấy luôn anh chị. Trời ơi, em đang chạy hướng ra ngã tư đường huyện Văn Linh và quốc lộ 50.
Chú có revive ướp lạnh không cho con trai đi. Có, may quá anh chị ơi, có rồi. Mời anh chị uống nước nha. À, cảm ơn chú. Trời ơi, nó nằm khô cổ họng anh chị. Trời thì hơi, chiều nay thì không có nắng dữ nhưng mà nó rất là hanh hanh rồi đó. Mời cô bác anh chị uống ngụm nước với em rồi đi tiếp. Quá đã luôn. Khát nước là không biết nói gì luôn á anh chị. Rồi em tiếp tục mời cô bác anh chị lang thang nạp một chút năng lượng vô rồi. Bánh tráng đi, bánh tráng đi. Gọi cuốn bánh tráng đi. Em mời anh chị băng qua luôn cái ngã tư đường Nguyễn Văn Linh và con đường quốc lộ 50 anh chị ha. Ban sáng tầm 9 giờ á thì cái con đường này nó nhiều xe tải, xe ben chạy nguy hiểm lắm. Ban chiều thì xe cộ tan ca. Đó anh chị. Rồi phía trước chúng ta ra tới đường Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50. Đường Nguyễn Văn Linh thì quẹo trái anh chị đi về Phú Mỹ Hưng, quẹo phải anh chị chạy về Bình Điền ha. Và anh chị thấy là ngay chỗ cái đoạn này thì hơi thấp thấp xuống, chính là cái đoạn mà triều cường với lại mưa lớn là nó ngập ghê lắm thưa anh chị, ngập ghê lắm. Heo quay thành ký, lò vịt quay heo quay. Rồi bây giờ em mời cô bác anh chị cùng với em chúng ta băng qua cái quốc lộ qua đường Nguyễn này, chúng ta chạy về hướng quốc lộ 50 tiếp tục thẳng hướng Long An. Đây là một cái ngã tư lớn, thành ra là chạy nhanh một tí anh chị, chạy chậm không được, xe cộ phía sau nó hơi nhiều. Rồi em ăn qua được một nửa đường này rồi, phần đường còn lại đây đó, vô cái nút giao ngay chỗ này vẫn là quốc lộ 50 với huyện Văn Linh. Chỗ này thì nó vẫn thuộc Bình Chánh anh chị nha. Xe cộ nhìn thấy hoảng hồn luôn. Ghê chưa anh chị, ghê chưa. Đây có một cái vựa dứa bên phải em nè, dứa nè. 3 trái 10 ngàn, trái nào tới nấy bằng cái nấm nấm thôi. Bình Chánh, Bình Hưng. Ồ đây có thịt heo chiều người ta bán nè. Trời đất ơi. Phía sau em có chiếc xe nó đang lao lên, phía trước em là cũng có hai chiếc xe máy nó đang lao lên và thế là em cũng không biết chạy đường nào luôn anh chị. Heo nóng mỗi chiều người ta mua quá trời luôn. Mm-hmm.
Và thế là chúng ta đang chạy trên con đường quốc lộ 50 mà sau này tương lai sẽ mở rộng lớn ra. Nghe đâu cũng quyết liệt lắm anh chị, không biết là lúc nào mới mở và lúc nào mới hoàn thành. Lần đầu tiên đi xuống đây vào cái buổi chiều tà tan ca như thế này ha. Ở đây cũng buôn bán thì cũng nhiều lắm anh chị, không có một cái chợ nào lớn. Nhưng mà cuộc sống của bà con cũng đầy đủ, mà bán hàng rong, bán hàng vỉa hè rất là nhiều. Đó, rau này, lẩu bò này. À, đoạn dưới này thì thông thoáng hơn rồi anh chị ha, chiều thì cũng không có quá nhiều xe tải rồi này kia á, chỉ là nó rất là nhộn nhịp và náo nhiệt thôi. Đó là điều không thể tránh khỏi ở Sài Gòn mình, khi nào cũng vậy, lúc nào cũng đông. Trời ơi, quán cơm người ta đứng người ta chờ quá trời luôn. Em để ý mấy cái quán cơm như thế toàn là mấy anh trai làm đầu bếp không à. Làm rất là điêu luyện anh chị, sắp cơm rồi tưng tưng quá là đã. Em chạy một đoạn dưới này thôi, không chạy hết được đâu anh chị, hết thì xa lắm, đi tuốt tuốt dưới kia luôn, chạy không biết hồi nào xong. Ở dưới này nhà ở đây cũng rất là lộn xộn anh chị ha, người ta cũng không có xây dựng gì nhiều đâu, cứ làm mấy cái mái che phía trước để buôn bán thôi. Còn đa phần người ta sống phía sau thì người ta cũng làm không có kiên cố to đùng đâu. Trời ơi, xe chạy ngược chiều rồi nhiều quá, mà phía sau bên trái em toàn là xe bus, xe hơi rồi nó chạy lên không à, nhiều khi thấy cũng sợ á. Bờ bao hợp tác xã phong phú. Ở đây còn hợp tác xã luôn anh chị. Bờ bao hợp tác xã Tân Phú có con đường tên như vậy anh chị. Mới đi ra có một tí ngoài này mà có vẻ xa Sài Gòn quá. Nhìn cái cảm giác giống là mình đang đi ở một cái vùng quê ngoại thành vậy anh chị. Thật ra chỗ này nó cũng gần lắm, anh chị quẹo ngược lại đi một tí là vô tới quận 8 rồi. Mà nhìn nó có vẻ như nó rất là sao nhỉ anh chị? Nhìn nó như là nó hơi kiểu rối chút xíu vậy, em cũng không biết dùng cái từ gì. Cái cảm giác của mình đó, chắc có lẽ là mình ở trong trung tâm, ở trong khu nội thành nhiều, cảm giác nó thân thuộc. Ngoài này ra tự nhiên cái thấy nó lạ như thế nào anh chị, cảnh vật nhìn cũng vậy. Chuối chiên, khoai lang chiên.
Đây là một buổi chiều lang thang phố xá ở ngoại thành, quốc lộ 50, cầu Dị Thiên Đường, đi thẳng luôn. Tương lai tầm khoảng 5-7 năm nữa, Bình Chánh đây là chuẩn bị cũng xin lên thành phố, cũng xin lên thành phố hết trơn trọi rồi. Rồi không biết là nếu mà lên thành phố thì cái diện mạo nó có thay đổi hay không, hay là chỉ có giá đất ngày một tăng và một số thủ tục đồ này kia lên thành phố thôi, còn mà cảnh vật chất lượng cuộc sống người dân thì nó cũng như thế này, thì đôi khi nó cũng không có xứng tầm với hai cái chữ thành phố, thưa anh chị. Nhưng mà ngày hôm nay thì đa số các huyện đều xin lên thành phố đó, quận thì chưa lên nhưng mà lên thẳng thành phố luôn. Giống như thành phố Thủ Đức là tiên phong rồi đó anh chị, mai mốt đây có thành phố Bình Chánh này, thành phố Củ Chi, thành phố Cần Giờ đó, thêm cái thành phố Nhà Bè nữa là thôi quá trời luôn, Hóc Môn nữa anh chị, thành phố Hóc Môn nữa đó, lại thành phố hết luôn. Mai mốt là cư dân ở những vùng đó là được sống trong vùng đất thành phố luôn rồi đó. Thôi chạy như vậy là cũng xa rồi. Đôi điều tâm sự và chia sẻ hình ảnh với cô bác anh chị trong một cái buổi chiều tan ca của Sài Gòn. Em chắc là tạm dừng cái clip ở đây. Một lần nữa xin chúc cô bác anh chị và các bạn bình an và thật là hạnh phúc. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh để cập nhật những clip mới mỗi ngày anh chị nha. Bye bye.